Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ. Tập 146. Chương 1451, Thượng Cổ Vu Văn. Không sao, chuyện tìm người ta sẽ phụ trách. Thẩm Lạc thâm nhập sâu xuống mấy chục trượng mới dừng lại, lật tay lấy ra Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, Sơn Hà Xá Tắc Đồ tỏa sáng bạch quang, phần phật biến lớn rơi trên mặt đất thông đạo. Từng tia sáng màu vàng từ Sơn Hà Xá Tắc Đồ bắn ra, dung nhập phía dưới mặt đất, bên trong Sơn Hà Đồ cũng hiện ra từng đoàn ánh vàng, nhanh chóng biến hóa. Mười ngón tay Thẩm Lạc nhanh chóng kết pháp quyết, pháp lực thể nội như sóng triều bị Sơn Hà Xá Tắc Đồ cắn nuốt, còn lớn hơn thôi động bất kỳ pháp bảo nào gấp 10 lần. Sắc mặt của hắn dần trở nên trắng bệch, nhưng tốc độ thi pháp cũng không chậm lại. Những ánh vàng bên trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ vặn vẹo biến hóa, hình thành một đoàn hư ảnh màu vàng. Câu hồn mã diện tập trung nhìn, mặt lộ vẻ chấn kinh. Đoàn hư ảnh màu vàng chính là một phiên bản địa đồ thu nhỏ của Vô Danh Quỷ Thành. Mặt đất và bốn tầng dưới lòng đất hiện ra rõ ràng. Trong địa đồ thu nhỏ, còn có các loại điểm sáng chớp động, lấy màu đen, màu xám làm chủ. Cũng có một ít điểm sáng màu sắc khác, độ sáng có mạnh có yếu. Những điểm sáng này là sinh linh bên trong Vô Danh Quỷ Thành. Quang mang càng sáng, tu vi càng cao. Thần sắc Câu Hồn Mã Diện càng thêm chấn kinh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại nơi thông đạo thông xuống lòng đất, đúng vị trí của gã và Thẩm Lạc, nơi đó chớp động hai điểm sáng vàng đen. Điểm sáng màu vàng sáng ngời, hơn xa điểm sáng màu đen bên cạnh. Quả như thế. Câu Hồn Mã Diện xúc động, ánh mắt nhìn Sơn Hà Xá Tắc Đồ trở nên nóng rực. Trong thiên hạ còn có loại chí bảo nghịch thiên như vậy, khó trách Thẩm Lạc tự tin có thể tìm được hồn phách của Bách Tính Trường An. Nghĩ đến đây, Câu Hồn Mã Diện vội vàng tìm kiếm hồn phách Bách Tính khắp nơi, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân biệt điểm sáng của bọn họ. Vào thời khắc này, Câu Hồn Mã Diện nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lạc dừng lại ở một góc nào đó trong tầng thứ tư. Nơi đó có vài chục điểm sáng hơi yếu, phi thường không đáng chú ý, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện những điểm sáng này. Câu Hồn Mã Diện đang muốn mở miệng, địa đồ Vô Danh Quỷ Thành đột nhiên tán đi, linh quang trên Sơn Hà Xá Tắc Đồ cũng tán loạn, phảng phất như một bức tranh phổ thông rơi xuống đất. Sắc mặt Thẩm Lạc vô cùng trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất, pháp lực hoàn toàn hao hết. Hắn khó khăn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, nhắm mắt vận công luyện hóa. Xem ra thì triển bức địa đồ này tiêu hao thật lớn. Câu Hồn Mã Diện thầm nghĩ, đứng bên cạnh hộ pháp. Qua đi thật lâu, Thẩm Lạc mới đứng dậy, nhặt lên Sơn Hà Xá Tắc Đồ, thu vào. Thần thông dò xét vừa rồi, nằm trong những năng lực của Sơn Hà Xá Tắc Đồ, đồ này có thể câu thông địa mạch xung quanh, dò xét tình huống địa hình. Gần đây hắn tế luyện Sơn Hà Xá Tắc Đồ đến tình trạng rất sâu, đồng. Thời kết hợp kinh nghiệm sử dụng Sơn Hà Xá Tắc Đồ trong mộng mới nghiên cứu ra thần thông này. Tuy nhiên, sử dụng thần thông này phi thường tiêu hao pháp lực, tu vi hiện tại của hắn còn thấp, chỉ có thể duy trì mấy hơi thở. Thẩm đạo hữu, không sao chứ? Câu Hồn Mã Diện ân cần hỏi han. Còn tốt, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, nhanh giải cứu Bách Tính Trường An. Thẩm Lạc lật tay lấy ra hai tấm độn địa phủ, dán trên thân mình và Câu Hồn Mã Diện. Hoàng mang hiện lên, thân thể hai người thâm nhập vào lòng đất, bay thẳng đến nơi hẻo lánh trong tầng thứ tư Vô Danh Quỷ Thành. Về phần triệu phi kích, Thẩm Lạc không triệu hoán trở về, để cho gã tự do hoạt động, săn giết âm thú tăng thêm thực lực bản thân. Hai người nhanh chóng đến tầng thứ nhất, nơi này tương tự như thành trì trên mặt đất, nhưng bảo tồn tương đối hoàn hảo. Thẩm Lạc và Mã Diện không dừng lại, tiếp tục độn xuống bên dưới. Tầng thứ hai và tầng thứ nhất không khác nhau lắm, không gian chỉ rộng hơn, kiến trúc cũng cao lớn hơn. Kiến trúc nơi này khác biệt âm tào địa phủ khá lớn, tựa hồ không phải kiến trúc ở dưới này. Thẩm Lạc dừng lại tại tầng thứ hai, hỏi. Thẩm đạo hữu nói không sai, Vô Danh Quỷ Thành trước kia thực không thuộc về âm giới. Vài ngàn năm trước toàn bộ âm giới bị chấn động, nó đột nhiên xuất hiện ở đây. Thời điểm đó ta còn chưa sinh ra, cho nên am hiểu không nhiều,
chỉ thấy qua một chút ghi chép trong điển tịch. Câu hồn mã diện nói, Thẩm Lạc ồ một tiếng, nhìn về phía vài cột đá to lớn. Trên đó khắc rõ từng đường vân cổ sơ, nối liền nhau, thoạt nhìn như phù văn của một trận pháp, hoàn toàn khác biệt linh văn, yêu văn, thậm chí ma văn mà hắn biết. Nếu chỉ như thế, hắn cũng không quá để ý, đại thiên thế giới không thiếu vật lạ, xuất hiện một loại trận văn xa lạ hoàn toàn bình thường. Nhưng những đường vân này mang cho hắn cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã nhìn thấy qua. À, đây là... Thanh âm ngạc nhiên của Hỏa Linh Tử vang lên. Hỏa Linh Tử đạo hữu, ngươi nhận ra trận văn này? Thẩm Lạc vội vàng hỏi. Đây là thượng cổ vu văn, không ngờ bây giờ còn có thể thấy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn trước kia từng thấy qua vu văn. Hỏa Linh Tử nói. Vu văn. Trong đầu Thẩm Lạc xoẹt qua một đạo điện quang, đã nhớ ra nhìn thấy loại đường văn này ở đâu, thời điểm trong mộng cảnh. Hắn đạt được chiến thần tiên một trong 12 tổ vũ khí, đường vân trên chiến thần tiên có chút tương tự trận văn trước mắt. Nơi này hẳn là di tích vu tộc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ánh mắt hơi sáng lên. Vu tộc một tộc đàn hoang dã xưng bá thời kỳ thượng cổ, Thẩm Lạc một mực rất hiếu kỳ. Trong mộng cảnh còn chiếm được một kiện tổ vũ khí và thập nhị đô thiên thần sát đại trận, không ngờ hiện tại vậy mà có thể gặp một di tích vu tộc. Xem ra hắn và vu tộc thật đúng hữu duyên. Thẩm đạo hữu, muốn nghiên cứu di tích, sau này còn có nhiều thời gian, trước tiên hãy giải cứu bách tính. Trường An, câu hồn mã diện thấy Thẩm Lạc sững sờ, lên tiếng đề nghị. Ân, đi thôi. Thẩm Lạc lập tức hoàn hồn, thôi động độn địa phù tiếp tục độn xuống phía dưới, rất nhanh xuyên thấu mặt đất đến tầng thứ ba của vô danh quỷ thành. Vừa tiến vào nơi này, Thẩm Lạc phát giác hư không xung quanh hiện ra từng tia hàn khí, xâm nhập thân thể của hắn, toàn thân hắn lập tức run rẩy một trận, tứ chi có cảm giác bị đông cứng. Âm độc, đôi lông mày của hắn nhảy lên, vội vàng thôi động chu tức chân hỏa, du tẩu toàn thân, hóa giải sạch những âm độc này. Trên thân câu hồn mã diện cũng chớp động hắc quang, sắc mặt hơi đen nhanh chóng trở lại như cũ. Không chờ hai người làm sự tình khác, mấy đạo hắc ảnh từ bóng tối xung quanh bắn ra, một cỗ gió tanh mạnh mẽ đập vào mặt. Sắc mặt câu hồn mã diện tái nhợt, thân hình khẽ động, né qua bên ngoài vài chục trượng. Vào thời khắc này, phía trước đột nhiên hiện ra một hồng quang chói mắt, hình thành một đóa hoa sen to lớn. Mấy đạo hắc ảnh cũng theo đó kêu thảm bay ngược trở về, tựa hồ nhận lấy tổn thương không nhỏ. Ở trung tâm hồng liên, Thẩm Lạc phất tay áo. Mấy đạo kiếm ảnh màu đỏ bắn nhanh như điện, trên đó mơ hồ hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, quán xuyên thân thể mấy đạo hắc ảnh. Mấy đạo hắc ảnh kêu thảm một tiếng sau đó im bặt, khí tức toàn thân tiêu tán hiện ra bản thể, quỷ vật hình người. Những quỷ vật này thân mặc quỷ bào màu lam, đầu đội mũ cao màu tím nhạt, hoàn toàn khác biệt quỷ vật bình thường. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng thi thể không hóa thành âm khí tán đi, vẫn quanh quẩn dao động âm khí cường đại. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1452, Phiên Thiên Nhất Kích. Đây là dã quỷ, một loại quỷ vật cao giai trong minh giới, thực lực có thể so với tồn tại đại thừa sơ kỳ, có thể hư hóa thân thể. Công kích bình thường căn bản không có tác dụng lớn, phi thường khó chơi. Câu hồn mã diện thấy rõ hình dạng của chúng, hít sâu một hơi, nói. Thật sao? Thẩm Lạc từ tốn nói, thu hồi hỏa liên bên cạnh. Mặc kệ dạng quỷ vật gì, dưới hồng liên nghiệp hỏa cũng không hề có lực ngăn cản. Hắn thôi động túi càn khôn bên hông, thu thi thể vài đầu dã quỷ vào trong, sau khi triệu phi kích trở về lại cho gã luyện hóa hấp thu. Dã quỷ là quỷ vật hiếm thấy, từ trước đến nay chúng chỉ sinh hoạt ở huyền âm vi đãng gần Hoàng Tuyên Đại Hà, sao lại xuất hiện ở đây? Câu hồn mã diện lầm bầm tự nói. Xem ra có người tập trung quỷ vật các nơi đến đây, bởi không muốn cho người tìm thấy bách tính Trường An, chỉ sợ việc này thật sự có người ở phía sau điều khiển. Thẩm Lạc nghe lời này, ánh mắt lóe lên, nói. Theo tình huống trước mắt, hơn phân nửa như thế. Mặc dù câu hồn mã diện không muốn thừa nhận,
nhưng sự thật đã bày trước mắt. Vào thời khắc này, một trận tiếng gầm từ xa truyền đến, mơ hồ có vài đầu quỷ vật hình dáng khô lâu hung mãnh đánh tới. Khô lâu quái, thần sắc Câu Hồn Mã Diện biến đổi. Không cần dây dưa với chúng, tiếp tục đi tới. Thẩm Lạc thôi động độn địa phủ độn xuống mặt đất, Câu Hồn Mã Diện vội vàng đi theo. Tuy nhiên, lần này trong lòng đất đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, làm cho bùn đất trở nên cứng rắn, quấy nhiễu độn địa phủ tiếp tục đi tới. Phía sau, quỷ vật khô lâu cũng độn xuống lòng đất, đuổi theo. Thực lực của đám khô lâu quái mạnh hơn vài đầu giã quỷ vừa rồi, đạt tới đại thừa trung kỳ. Chúng dường như không bị lực lượng quỷ dị trong bùn đất ảnh hưởng, khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn. Thẩm Lạc nhíu mày, thôi động Nhuyễn Yên La Cẩm Y, một cỗ lam quang bao phủ bản thân và Câu Hồn Mã Diện. Hai thân thể lập tức hóa thành hư hình, lực lượng quỷ dị xung quanh ảnh hưởng bọn hắn giảm bớt nhiều, độn tốc tăng nhanh gấp bội, quỷ vật phía sau cũng bị kéo ra chút khoảng cách. Thẩm Lạc đang muốn thừa thế xông lên, trực tiếp xuyên thấu lòng đất, tiến vào tầng thứ tư vô danh quỷ thành, lực lượng quỷ dị xung quanh đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Trên bùn đất càng hiện ra từng đạo đường vân màu đen, chợt giữ được thân thể hai người, năng lực hư hóa của Nhuyễn Yên La Cẩm Y cũng không thể tránh thoát. Trận pháp. Trong lòng Thẩm Lạc lộp bộp một cái, nhận ra mình đã rơi vào bẫy, đang muốn toàn lực xuất thủ phá hủy trận văn, trước mắt đột nhiên hiện ra mảng lớn hắc mang, che mất tầm mắt. Hắc mang như thực chất, cho dù hắn có u minh quỷ nhãn, hai mắt cũng theo bản năng khép lại. Không tốt, trong nháy mắt nhắm mắt, Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng. Khi hắn mở mắt ra, cảnh sắc xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Bùn đất và Câu Hồn Mã Diện hết thảy không thấy tăm hơi. Hắn xuất hiện ở một nơi tối tăm mờ mịt, vô biên vô tận không gian. Huyễn cảnh pháp trận, đẳng cấp cũng không thấp. Sắc mặt Thẩm Lạc trầm xuống, nhưng không bối rối, đưa tay lấy ra Thiên Đấu Kim Tôn và Thị Huyết Phiên, tạo thành hai màn sáng vàng đen bảo vệ toàn thân. Làm xong việc này, trong lòng hắn thoáng thả lỏng, vận khởi thần thức dò xét xung quanh, tìm kiếm sơ hở của không gian huyễn cảnh. Thời khắc này, không gian xung quanh đột nhiên nổi lên sóng gió, một đạo tiếp một đạo loan nguyệt màu bạc nổi lên, mấy hơi đã trải rộng toàn bộ không gian. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, tay kết kiếm quyết điểm ra. Tiếng duệ khiếu vang lên, toàn thân hắn bạo phát vô số kiếm khí màu đỏ, bắn đến những ngân nguyệt kia, vậy mà tùy tiện xuyên thấu qua, như vớt trăng trong nước, không có nửa điểm hiệu dụng. Thẩm Lạc đang muốn tiếp tục thi triển thần thông khác, những ngân nguyệt kia đột nhiên tỏa sáng ngân quang lóa mắt, chiếu lên người hắn. Màn phòng hộ của Thiên Đấu Kim Tôn và Thị Huyết Phiên trước ngân quang, vậy mà như thùng rỗng kêu to, tùy tiện bị xuyên thấu. Thần sắc Thẩm Lạc biến đổi, một cỗ lực lượng âm hiểm từ ngân quang thâm nhập vào thân thể hắn, thẳng đến thức hải mà đi, toàn bộ. Thần hồn hắn đau đớn, hắn lập tức vận chuyển Bất Chu Chấn Thần Pháp, tất cả lực lượng thần hồn ngưng tụ thành Bất Chu Sơn, lúc này cảm giác nhói nhói mới biến mất hơn phân nửa. Quả nhiên không phải huyễn trận phổ thông, vậy mà còn có công kích thần hồn. Trong mắt Thẩm Lạc hiện lên vẻ tàn khốc, tay bấm quyết điểm một cái. Một thanh phi kiếm màu đỏ sẫm bắn ra, trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần, hóa thành một thanh cự kiếm xích hồng, quay tròn chuyển động, hình thành một hỏa luân màu đỏ cự đại. Phốc phốc vài tiếng, hỏa luân tỏa sáng xích quang, mấy đạo kiếm khí hỏa diễm màu son từ đó phóng ra, đánh vào các nơi không gian màu xám, nhưng lại như châu đất xuống biển, không có bất kỳ hiệu quả nào. Thẩm Lạc cũng không kinh ngạc, hai tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, bốn đạo xích quang thô to từ trên hỏa luân bắn ra, hóa thành bốn đầu chu tước hỏa diễm to 10 trượng. Bốn đầu chu tước vừa xuất hiện há mồm phun một cái, vô số ngọn lửa màu son bay ra, trong nháy mắt cuồng trướng, hừng hực thiêu đốt, hình thành một biển lửa màu son mãnh liệt quay cuồng. Không gian màu xám bị đốt rung động, nhưng cũng không thấy dị động khác. Thẩm Lạc toàn lực vận chuyển U Minh Quỷ Nhãn, hai mắt bắn ra thanh quang dài hơn thước, trong thanh quang xen lẫn từng tia hắc quang, cẩn thận xem xét biến hóa xung quanh. Sau một lát, ánh mắt hắn dừng lại ở nơi nào đó trong không gian, lật tay lấy ra một đại ấn đỏ sậm, chính là Phiên Thiên Ấn.
Phiên thiên ấn đại thịnh xích quang chói mắt, trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần, hóa thành một cự ấn đỏ sậm to như cung điện, nhắm ngay nơi đó hung hăng đánh xuống. Xoẹt một tiếng, nơi đó như mặt kính vỡ vụn, hư không xung quanh lần nữa hiện ra mảng lớn hắc quang, hết thảy trời đất quay cuồng. Khi tầm mắt hắn khôi phục bình thường, Thẩm Lạc đã trở về trong lòng đất. Trong bùn đất phía trước thình lình xuất hiện khoảng không hình vuông to lớn vài trăm trượng. Hiển nhiên do một kích của phiên thiên ấn tạo thành, phù văn màu đen trong bùn đất sớm đã sụp đổ, hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán. Cùng lúc đó, nơi nào đó trong không gian màu đen, một đạo thân ảnh thấp bé đang đứng, trước người lơ lửng một pháp đàn màu xám lớn gần trượng, đang quay tròn chuyển động. Vào thời khắc này, pháp đàn màu xám đột nhiên tỏa sáng hào quang, ầm một tiếng nổ tung. Mà thân ảnh thấp bé thân thể cũng đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, mình vu luyện thần đại trận chính là bí trận vu tộc, dựa vào lực lượng còn sót lại của tòa vu thần tế đàn này. Cũng đủ làm uy lực đại trận gia tăng gần nửa, sao lại dễ dàng bị phá giải như vậy? Thân ảnh thấp bé khó tin gầm lên. Thân ảnh thấp bé nghiến răng ken két, thân hình khẽ động biến mất không thấy. Thẩm Lạc thoát khỏi pháp trận màu xám, lập tức triệu hồi phiên thiên ấn, nhẹ nhàng vuốt ve, không kìm được vui mừng. Trải qua mấy ngày tế luyện, hắn rốt cuộc luyện hóa mấy tầng cấm chế phiên thiên ấn, miễn cưỡng có thể thôi động. Nó, nhưng thôi động phiên thiên ấn tiêu hao pháp lực thật lớn, một kích vừa rồi, đã hút trọn ba thành pháp lực. Bất quá nhìn hiệu quả một kích này, pháp lực tiêu hao nhiều cũng đáng giá. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1453, Vô Danh Giá Quỷ. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh từ phía trước bay vụt đến, chính là câu hồn mã diện. Thẩm Lạc vội vàng thu lại phiên thiên ấn, ấn này chính là trọng bảo thượng cổ, cho đến bây giờ uy danh vẫn hiển hách, không thể bị ngoại nhân phát hiện. Hắn vừa thu lại phiên thiên ấn, thân hình câu hồn mã diện đã bay đến, sắc mặt gã trắng bệch, thở dốc không thôi, hiển nhiên cũng bị không gian màu xám công kích thần hồn, thụ thương không nhẹ. Vừa rồi do Thẩm đạo hữu phá vỡ cấm chế thật đáng sợ, tiếp tục ở trong đó, coi như ta may mắn không chết, thần hồn cũng sẽ trọng thương. Câu hồn mã diện nhìn quanh, vẫn còn sợ hãi nói, cấm chế không gian vừa rồi, có người tận lực bố trí ở đây, mục đích ngăn cản người dùng thuật độn thổ. Thẩm Lạc nói, quả nhiên có kẻ phía sau, kẻ này tội đáng chết vạn lần. Tình trạng của ta hiện tại, thật sự không thể tiếp tục đi tới, Thẩm đạo hữu đợi ta một chút. Trong mắt câu hồn mã diện bắn ra quang mang vô cùng âm lệ, lấy ra một viên đan dược màu đen ăn vào, khoanh chân ngồi xuống vận công luyện hóa. Thẩm Lạc thấy vậy lông mày nhấc lên, câu hồn mã diện đã ngồi xuống, hắn không tiện quấy rầy, đành phải đứng bên cạnh đợi. Lúc này, hắn đột nhiên xoay người nhìn lại phía sau. Một đạo thân ảnh màu đen bay đến, chính là Triệu Phi Kích, trên hai tay gã nắm lấy một quỷ ảnh màu trắng. Nhìn chính hai bộ khô lâu vừa nãy đuổi theo, chẳng biết nằm trong tay Triệu Phi Kích lúc nào, hơn nữa còn nhỏ hơn gấp 10 lần. Khí tức trên người Triệu Phi Kích mạnh hơn không ít, cực kỳ gần cấp độ chân tiên, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn săn giết không ít âm thú tăng thêm thực lực bản thân. Chủ nhân, nơi này số lượng âm thú đông đảo, âm khí dồi dào tinh thuần, chúng ta có thể ở đây một thời gian ngắn không? Ta săn giết một ít âm thú cao giai, rất nhanh sẽ tiến giai chân tiên kỳ. Triệu Phi Kích mở miệng nuốt hai bộ khô lâu, hưng phấn nói. Có thể, kế tiếp ta muốn đến tầng thứ tư, người xuống trước dò xét một phen, nhưng phải cẩn thận, có khả năng một số người khó lường ẩn nấp bên dưới. Thẩm Lạc trầm ngâm, nói. Đa tạ chủ nhân yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Triệu Phi Kích vỗ ngực bảo đảm, hóa thành một đạo hắc ảnh bay xuống phía dưới. Thẩm Lạc nhìn thân ảnh Triệu Phi Kích biến mất, sau một lúc do dự, hắn phất tay áo một đạo ngân quang từ trong tay áo bắn ra dung nhập hư không, biến mất không thấy. Toàn thân câu hồn mã diện chớp động hắc quang, đan dược nhanh chóng hòa tan, hóa thành một cỗ khí tức thanh lương chảy khắp toàn thân, nhất là thức hải.
tổn thương thần hồn hòa. Hoãn hơn phân nửa, sắc mặt dễ nhìn không ít. Thẩm đạo hữu đợi lâu, chúng ta tranh thủ thời gian khởi hành. Mã Diện không tiếp tục khôi phục, không kịp chờ đợi đứng lên, nói. Thẩm Lạc khẽ gật đầu, thôi động Nhuyễn Yên La Cẩm Y, mang theo câu hồn Mã Diện tiếp tục độn xuống. Con đường sau đó, không gặp trở ngại, cả hai rất nhanh xuyên qua tầng đất, đi vào không gian tầng thứ tư. Không gian tầng thứ tư càng lớn hơn ba tầng trước, kiến trúc cơ bản vẫn còn hoàn hảo, nhìn to lớn hùng vĩ dị thường, phảng phất như thành trì của cự nhân. Hẳn người Vu tộc thân thể cao lớn, cho nên mới kiến tạo thành trì hùng vĩ như thế. Thẩm Lạc suy đoán, sau một khắc thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, lập tức phi độn về phía trước bên trái. Câu hồn Mã Diện nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Lạc, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lập tức theo sát phía sau. Vừa tiến lên được một đoạn ngắn, thân ảnh Thẩm Lạc ngừng lại, bởi phía trước xuất hiện vô số quỷ vật âm thú, như thủy triều bay nhào tới, trong đó không thiếu thực lực cao cường. Câu hồn Mã Diện lật tay lấy ra Khốc Tang Bổng nghênh chiến, từng bóng gậy to lớn đánh vào đại quân âm thú quỷ vật. Âm thú quỷ vật đụng phải lập tức vỡ ra, hóa thành một cỗ sương mù màu đen, khuếch tán tứ phía. Âm thú quỷ vật chạm vào hắc vụ, lập tức trở nên cuồng loạn, vậy mà chém giết thôn phệ lẫn nhau. Thẩm Lạc thấy cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cũng lấy ra Thuần Dương kiếm. Xích quang lóa mắt léo lên, một thanh cự kiếm trăm trượng xuất hiện, trên đó thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa, lấy thể bổ sơn khai hải chạm xuống bầy âm thú quỷ vật. Chỉ nghe soạt một tiếng, hàng trăm đầu quỷ vật như tàu hủ bị cự kiếm chém giết, trực tiếp hồi phi yên diệt, lộ ra một khoảng không trống trải. Hồng liên cự kiếm quét ngang bên trái, lại chạm diệt mấy trăm đầu quỷ vật. Nhưng phía trước quỷ vật vô cùng vô tận, coi như hắn có hồng liên nghiệp hỏa, muốn giết hết toàn bộ, cũng không biết giết đến khi nào. Sắc mặt Thẩm Lạc trầm xuống, cần phải lập tức thoát khỏi những quỷ vật này. Một mình hắn đột phá đại quân quỷ vật phía trước không khó, muốn dẫn theo câu hồn Mã Diện có chút khó khăn. Thẩm đạo hữu không cần quản ta, ngươi mau mau tiến lên đi. Câu hồn Mã Diện chú ý đến thần sắc Thẩm Lạc, hét lớn. Vậy ngươi cẩn thận. Thẩm Lạc lúc này đã nhìn thấu thực lực của câu hồn Mã Diện, coi như không địch lại quỷ vật, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Hắn đưa tay triệu hồi Thuần Dương kiếm, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ, như đạo thiểm điện màu đỏ vọt tới phía trước. Khi quỷ vật đụng vào kiếm ảnh, lập tức biến thành cho tàn phiêu tán, không thể ngăn cản kiếm hồng mảy may. Sau một vài nhịp thở, kiếm hồng màu đỏ bay xuyên qua đại quân âm thú quỷ vật, tiếp tục bay đến phía trước. Kiếm quang màu đỏ hiện lên, thân ảnh Thẩm Lạc từ trong kiếm hồng thoát ly, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, toàn thân tỏa sáng hào quang xanh. Lục, trong đó vô số phù văn màu xanh chớp động, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện trên một quảng trường bao la. Phía dưới cách đó không xa có một tế đàn tứ phương cao lớn, cao chừng 20-30 trượng. Nhìn khí phái rộng lớn dị thường, đỉnh chóp tế đàn lơ lửng một quả cầu ánh sáng màu đen như mặt trời nhỏ, nhìn không thấy trong đó thế nào. Từng đạo hắc quang như thực chất từ trong hắc cầu buông xuống, hình thành một màn sáng màu đen bao phủ xung quanh tế đàn. Trên màn sáng chớp động vô số vu văn, nhìn không phải cấm chế thông thường. Bên trong màn sáng màu đen, mơ hồ nhìn thấy 10 hồn phách đang đứng, trên người mặc trang phục bách tính bình thường, vẻ mặt hoảng sợ chen chúc ở một góc của tế đàn, sát vách đá phía sau. Mà bên ngoài màn sáng, một quỷ vật màu xanh đen dáng người thấp bé, mặc áo khoác màu xám cho, đầu đội mũ sừng nhọn đứng trong hư không. Chính là quỷ vật lúc trước dùng pháp trận khốn cấm Thẩm Lạc. Là ngươi? Thẩm Lạc thấy rõ dung mạo quỷ vật xanh đen, không khỏi sửng sốt. Hắn nhận ra quỷ vật này, nhiều năm trước lần đầu hắn tiến vào quỷ thị, chủ điếm thu mua hoàng tuyền trúc của hắn, danh tự tựa hồ gọi vô danh dã quỷ. Quanh thân quỷ này lơ lửng 12 lệnh kỳ màu đen, trên lệnh kỳ khắc đầy vu văn, bắn ra 12 đạo hắc quang thô to, chui vào màn sáng màu đen bao quanh tế đàn. Trên màn sáng dâng lên ngọn hắc diễm hình dạng như rắn, không ngừng bay đến 10 hồn phách trong màn sáng. Tuy nhiên,
Vô danh giá quỷ nhìn tựa hồ không thể hoàn toàn khống chế những hắc diễm kia. Những hắc diễm đó khó khăn lắm mới bay ra được mấy trượng, cách những hồn phách kia còn một khoảng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể chạm đến. Một bên khác Triệu Phi Kích cầm chuôi quỷ đao màu đen, phát động công kích cuồng bạo, nhưng lại bị vô danh giá quỷ tế ra một pháp bảo chuông lớn màu bạc nhẹ nhõm chống đỡ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1454, Hiến Tế. Thẩm Lạc nhanh chóng thu hồi kinh ngạc, thân hình hóa thành một đạo kim hồng, bay nhào đến phía trước. Bất quá nhanh hơn hắn chính là Thuần Dương Kiếm, trước đoạt tiên cơ, hóa thành một đạo điện quang màu đỏ vọt thẳng đến vô danh giã quỷ. Vô danh giã quỷ kinh hãi trước sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Lạc, gã lập tức thúc giục chuông lớn trên đỉnh đầu, từ đó bắn ra một làn sóng ánh sáng màu bạc ngăn Thuần Dương Kiếm lại. Ong một tiếng trung cổ vang lên, Thuần Dương Kiếm bị đẩy lui, cuồn cuộn bay ngược trở về, hồng quang trên thân kiếm bị đánh tan hơn phân nửa. Mặc dù Thẩm Lạc đã sớm dự liệu chỉ bằng vào Thuần Dương Kiếm khó mà kiếm công, nhưng không ngờ kiếm này lại dễ dàng bị đánh bay như thế. Chuông lớn kia thoạt nhìn như một kiện dị bảo khó lường. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm vào hư không trước mặt, kim sắc lôi điện dày đặc phun ra, như rừng rậm. Lôi điện bổ đến vô danh giã quỷ, khí tức hủy diệt bạo phát. Triệu Phi Kích đối mặt kim sắc lôi điện chợt hú lên quái dị, vội vàng bay ngược về sau. Mà vô danh giã quỷ lại không tránh không né, sau khi hét lớn một tiếng, 12 đại kỳ bên cạnh đại phóng hắc quang, hình thành một vòng bảo hộ màu đen thật dày bao phủ thân thể vào trong. Sau một khắc, vô số kim sắc lôi điện rơi xuống, che phủ vô danh giã quỷ. Thẩm Lạc không ngừng thế phi độn, lật tay lấy ra huyền hoàng nhất khí côn. Vô số côn ảnh hiện ra, đánh vào vô danh giã quỷ bị lôi điện bao khỏa. Ầm một tiếng vang thật lớn, vô danh giã quỷ và vòng bảo hộ màu đen bị đánh bay ra xa tế đàn. Hắc diễm trên màn sáng xung quanh tế đàn cũng theo đó biến mất. Luyện thần đại trận của Vu tộc, không ngờ còn lưu truyền đến nay. Thẩm Lạc, nhất định phải bảo tồn đại trận xung quanh tế đàn thật tốt. Ta có thể hoàn thiện bí pháp truyền hồn khải linh, đến lúc đó người cũng có lợi ích rất lớn. Thanh âm hưng phấn của Hỏa Linh Tử vang lên. Luyện thần đại trận. Khóe mắt Thẩm Lạc hơi dương lên, trong mộng cảnh hắn từng nghe Chấn Nguyên Tử nói qua pháp trận này. Cứu hồn phách trong đó ra. Bất quá hắn rất nhanh không nghĩ đến nữa, quay đầu nói với Triệu Phi Kích. Ta đã thử qua, nhưng màn sáng này cứng cỏi dị thường, ta không cách nào xuyên qua. Triệu Phi Kích lắc đầu. Luyện thần đại trận chính là tuyệt trận bí truyền của Vu tộc, uy lực vô tận, há lại để một quỷ vật nho nhỏ như ngươi tùy ý đột phá. Hỏa Linh Tử cười nhạo nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Phi Kích giận dữ. Triệu Phi Kích và Hỏa Linh Tử đã từng gặp mặt, lúc đó còn đã xảy ra chút chuyện nhỏ. Hỏa Linh Tử rất hiếu kỳ hình hung thần quang, muốn nghiên cứu quỷ vật kỳ lạ Triệu Phi Kích. Tất nhiên Triệu Phi Kích giận dữ cự tuyệt, kém chút nữa động thủ Hỏa Linh Tử. Cuối cùng Thẩm Lạc mở miệng mới khiến cho cả hai an phận. Thẩm Lạc thấy hai người lại cãi nhau, đang muốn quát bảo cả hai dừng lại, vòng bảo hộ màu đen bị đánh bay ngừng lại. Kim sắc lôi điện xung quanh cũng tiêu tán hầu như không còn, hiển lộ ra vô danh giã quỷ. Sau sương mù màu xám lộ ra một đôi trong mắt màu đỏ như máu, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Lạc và Triệu Phi Kích. Các hạ là ai? Vì sao giúp đỡ yêu ma, sát hại hồn phách bách tính Trường An? Thẩm Lạc trầm giọng quát hỏi. Vô danh giã quỷ không để ý đến Thẩm Lạc, phất tay áo một đạo cho quang từ trên thân quỷ này bắn ra. Hóa thành một quái mãng ba đầu, dài mười mấy trượng, thân rắn lớn như cối xay, nhìn rất dọa người. Tam thủ quái mãng toàn thân xám xịt, lưỡi rắn đen như mực, phát ra dao động âm khí kinh người. Một đầu âm thú lợi hại hơn tất cả âm thú Thẩm Lạc gặp phải trước đó gấp 10 lần. Triệu Phi Kích nhìn thấy tam thủ quái mãng, đôi mắt lập tức phát sáng, bắn ra quang mang tham lam. Quái mãng cũng chú ý đến Triệu Phi Kích. Lân phiến trên lưng dựng thẳng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, phảng phất như gặp phải thiên địch. Vô danh giã quỷ nhìn thấy tình huống này,
hai mắt huyết hồng trầm xuống, sau đó há mồm phun một cái, một viên hắc châu bắn ra, bay vào trong miệng của đầu quái mãng ở giữa. Quái mãng nuốt hắc châu xuống, toàn thân lập tức toát ra hắc khí, âm khí quanh thân đại thịnh, vẻ sợ hãi trong mắt biến mất. Ba miệng lớn đồng thời đại trương, hung hăng phun một cái, mảng lớn liệt diễm màu xám đen cuồn cuộn bắn đến Thẩm Lạc. Hỏa diễm xám đen tản mát khí tức vô cùng âm lãnh, những nơi đi qua trận trận hôi thối đánh tới, hư không phụ cận biến thành màu đen nhạt, kéo dài không tiêu tan, tựa hồ bị ô uế. Thẩm đạo hữu cẩn thận, cửu âm uế diễm này dùng ngàn vạn oan hồn lực, lại dung luyện 36 loại vật dơ bẩn ác độc nhất minh giới mà thành. Vô cùng ác độc, có thể ô uế bất kỳ pháp bảo nào, ngàn vạn lần đừng cho nó tiếp cận. Hỏa Linh Tử không tiếp tục tranh cãi với Triệu Phi Kích, vội vàng nhắc nhở. Thẩm Lạc đã sớm nhìn ra hỏa diễm xám đen hung ác, không cần Hỏa Linh Tử nhắc nhở, lập tức lách mình lui về phía sau, hai tay lần nữa nắm vào hư không một cái. Từng đạo kim sắc lôi điện phóng ra, đụng thẳng vào cửu âm uế diễm, nhưng mà kim sắc lôi điện vừa đụng vào hỏa diễm xám đen kia, trong chớp mắt bị ăn mòn hỏa tan, tan rã hầu như không còn. Sau khi thôn phệ kim sắc lôi điện, cửu âm uế diễm tiếp tục đánh đến Thẩm Lạc, mà vô danh dã quỷ từ một bên khác đánh tới tế đàn màu đen. 12 lệnh kỳ quanh thân quỷ này tỏa sáng hắc quang như mực, khí tức vờn quanh cấp tốc tăng vọt. Tựa như liều lĩnh thiêu đốt bản nguyên, hóa thành 12 mũi tên màu đen thô to, đánh về phía màn sáng xung quanh tế đàn. Triệu Phi Kích vừa lúc ở phụ cận, quỷ đao màu đen trên tay đại phóng hung quang, như thiểm điện liên chạm ra chín đạo. Chín đao mang màu đen to lớn lướt đến phía trước, chạm lên 12 mũi tên. Âm thanh suy suy liên tục vang lên, chín đạo đao mang như giấy ứng thanh vỡ vụn. Đây là bí pháp hiến tế. Quỷ này muốn hiến tế 12 vu kỳ, thôi động luyện thần đại trận, đánh giết những hồn phách bên trong. Thẩm Lạc, chớ để nó đến gần tế đàn. Hỏa Linh Tử ngữ khí kinh ngạc, vội vàng nói. Thẩm Lạc nghe vậy giật mình, nhưng không bối rối, toàn lực thi triển thần thông điện thương hải, bấm niệm pháp quyết điểm ra hư không. Hai đạo lam quang tinh tế từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lóe một cái biến mất, đánh lên màn sáng màu đen xung quanh tế đàn. Xung quanh tế đàn hiện lên lam quang, một cỗ khí tức cực hàn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, theo hư không truyền đến một tiếng ầm vang trầm. Một tòa băng sơn cao trăm trượng trống rỗng xuất hiện, đồng kết tòa tế đàn vào trong, màn sáng màu đen và hắc cầu cũng bị đồng kết, quang mang không còn ba động. 12 mũi tên đánh vào băng sơn màu lam, phát ra phanh một tiếng thật lớn, tất cả bị phản chấn trở. Về, chỉ lưu lại trên băng sơn 12 hố cạn. Đây là băng tinh gì? 12 vu vương kỳ vậy mà không thể dung chuyển. Thân thể vô danh dã quỷ cũng bị đẩy lui, mặt lộ vẻ kinh hãi. Vào thời khắc này, không trung phía trên vang lên tiếng phong lôi oanh mình, thân ảnh Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện. Huyền hoàng nhất khí côn trên tay một trận xoay múa, vô số côn ảnh màu vàng như thác nước trút xuống, dẫn động hư không ù ù rung chuyển. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1455, sáo ngắn màu đen. Vô danh dã quỷ chợt đứng vững thân thể, hai tay áo dương lên, triệu hồi 12 vu vương kỳ, hai tay bấm quyết như bánh xe. 12 lệnh kỳ đại phóng linh quang, ghép lại với nhau, trong nháy mắt hình thành một hư ảnh hoa sen to bằng gian phòng, cứng đối cứng côn ảnh màu vàng. Âm thanh phong lôi ầm ầm nổi lên. Từng đạo gió lốc phóng lên tận trời. Hư không mơ hồ lắc lư, lít nhà lít nhít bạch ngấn tinh tế bên trong chấn động hiện ra, phong bạo hai màu vàng đen cuồng quyển dựng lên. Côn ảnh màu vàng vậy mà vỡ vụn hơn nửa, bất quá hư ảnh hoa sen xung quanh vô danh dã quỷ cũng rung động không ngừng, thân thể lần nữa bị đánh bay về sau. Trong mắt dã quỷ hiện lên một tia sợ hãi, mượn lực phản chấn, quay người bỏ chạy nơi xa. Tam thủ quái mãng thấy vậy, vội vàng theo sát phía sau. Nhưng đột nhiên ở xung quanh truyền đến tiếng quỷ khóc ô ô nghẹn ngào, thân thể tam thủ quái mãng bỗng trở nên cứng đờ, vặn vẹo không kiểm soát được.
Phía trước nó hiện lên hắc ảnh, Triệu Phi Kích trống rỗng xuất hiện, quỷ đao trên tay chém ngang, một đạo đao quang to lớn chém đến đầu nó. Lục nhãn của tam thủ quái mãng trừng trừng, trên thân đại phóng cho quang, âm khí thể nội điên cuồng phun trào. Phát ra âm thanh ầm ầm như sấm rền, thoáng kế tránh thoát tiếng quỷ khóc, đoạt lại quyền khống chế thân thể, miệng rộng lập tức há to. Một đoàn cửu âm uế diễm bắn ra đánh vào đao quang màu đen, ăn mòn đao quang hơn phân nửa. Nhưng mà không đợi quái mãng cao hứng, một đạo xích quang từ trong cửu âm uế diễm phóng ra, quấn lấy một cái đầu của quái mãng. Chính là hình hung thần quang, uế diễm có thể ô uế hư không vậy mà hoàn toàn vô hiệu trước hình hung thần quang. Cái đầu của tam thủ quái mãng nhanh chóng bị ăn mòn hòa tan, đại lượng âm khí bị hình hung thần quang thôn phệ. Nhị thủ còn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đầu trong đó há mồm phun ra một đạo cho quang như lưỡi đao, chạm lên cái đầu bị hình hung thần quang quấn quanh. Phốc một tiếng, cái đầu này gọn gàng lưu loát bị chém rụng, đồng thời phịch một tiếng nổ tung. Vô số tia sáng màu đen nở rộ, xé rách hình hung thần quang, Triệu Phi Kích ở phía sau cũng bị chấn bay. Mà trên cổ mất đầu hiện lên hắc quang, một cái đầu mới tinh trong chớp mắt mọc ra, nhưng khí tức giảm bớt không ít. Tam thủ quái mãng tựa hồ bị chọc tới chân nộ, trong mắt đại phóng hung quang, tam thủ đồng thời phun ra một đám cửu âm uế diễm, lần này không trải rộng ra mà nhanh chóng ngưng tụ thành ba đầu hỏa xà nhào về phía Triệu Phi Kích. Triệu Phi Kích hơi bận rộn ổn định thân hình, quỷ đao trên tay bắn ra từng đạo đao quang đen kịt cỡ cánh cửa, hình thành một mảnh đao quang như sóng dữ, chém về phía ba đầu uế diễm hỏa xà. Một bên khác, thân hình Thẩm Lạc thoát một kế hóa thành một đạo kim ảnh, đuổi theo vô danh dã quỷ kia. Nhưng vừa mới phi độn một đoạn ngắn, hư không trên đỉnh đầu hắn hiện lên ngân quang, chuông lớn đột nhiên xuất hiện, rung mạnh một cái. Ông một tiếng vang lớn, một làn ngân sắc sóng âm từ trên hư không giáng xuống. Toàn thân Thẩm Lạc chấn động, thần hồn lắc lư mãnh liệt, cho dù hắn đã vận chuyển bất chu chấn thần pháp cũng không thể ngăn cản. Thân thể cứng đờ ở nơi đó. Vô danh dã quỷ vốn đang bỏ chạy, nhìn thấy Thẩm Lạc bị sóng âm khắc chế, nhãn châu xoay động dừng thân hình, há mồm phun một cái, một đoàn hỏa diễm đen kịt phóng ra ngoài, đánh về phía Thẩm Lạc. Những hắc diễm này cũng không phải cửu âm uế diễm, trong đó ẩn chứa ma khí ba động mạnh mẽ, chính là ma diễm. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Thẩm Lạc truyền ra, thâm nhập vào đầu của vô danh dã quỷ. Thần hồn vô danh dã quỷ chấn động, hắc sắc ma diễm cũng theo đó dừng lại. Thẩm Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể đã khôi phục, vung hai tay lên. Không trung trên vô danh dã quỷ hiện lên quang mang đỏ sậm, một cự ấn đỏ sậm to bằng gian phòng trống rỗng xuất hiện, chợt lóe đánh vào hư ảnh hoa sen. Hư ảnh hoa sen ứng thanh vỡ nát, thân thể vô danh dã quỷ cũng bạo liệt. 12 vu vương kỳ quanh người gã cũng tận số vỡ vụn, hóa thành vô số bột mịn màu đen. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày không khỏi nhíu lại, uy lực phiên thiên ấn có chút quá lớn. Xuất thủ một kích nhục thân vô danh dã quỷ sụp đổ, thần hồn càng triệt để mẫn diệt, không cách nào biết lai lịch chân chính của gã. Mà pháp bảo tùy thân của quỷ này cũng tận số hủy đi, chớ nói chi pháp khí chứa đồ. Nói đơn giản một chút chỗ tốt cũng không mò được. Xem ra sau này phải vận dụng phiên thiên ấn cẩn thận. Thẩm Lạc trầm ngâm nói một câu. Nhưng mà lúc này, một đồ vật đen xì từ bột mịn của vô danh dã quỷ rớt xuống. Hắn vội vàng phất tay áo tiếp được một cây sáo ngắn màu đen dài hơn thước, tỏa sáng hắc quang, hình dạng mang lại cảm giác nguyên sơ. Trên một đầu sáo có một phù điêu đầu quỷ, một đầu khác đã đứt gãy, vết đứt cũ kỹ, hiển nhiên không phải một kích của phiên thiên ấn tạo thành. Một cỗ khí tức âm trầm từ trên đó tàn mát ra, ẩn ẩn có thanh âm quỷ khóc quanh quẩn xung quanh cây sáo. Đây là bảo vật gì vậy mà có thể chịu được một kích của phiên thiên ấn? Thẩm Lạc giạt rào hứng thú lật xem sáo ngắn màu đen. À, cỗ khí tức này chẳng lẽ khống quỷ địch? Thẩm đạo hữu, cho ta xem cây sáo một chút. Thanh âm hỏa linh tử vang lên. Lông mày Thẩm Lạc giật giật, nhưng cũng không cự tuyệt, ném sáo ngắn vào minh hỏa luyện lô, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Phi Kích và tam thủ quái mãng.
thực lực tam thủ quái mãng đạt đến cấp độ chân tiên, hơn xa Triệu Phi Kích, nhưng Triệu Phi Kích đã thức tỉnh hình hung thần quang khắc chế hết thảy âm khí. Thỉnh thoảng còn phát ra nhiếp hồn ma âm ảnh hưởng đối phương, hai bên nhất thời khó phân cao thấp, bế tắc ở nơi đó. Bất quá nhìn thấy vô danh giá quỷ bị giết, tam thủ quái mãng rốt cuộc hoảng sợ, không lo tranh đấu cùng quỷ tướng, quay người muốn chạy trốn, lại bị Triệu Phi Kích quấn chặt lấy. Tam thủ quái mãng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Lạc, càng thêm sợ hãi, há mồm phun một cái. Mảng lớn cửu âm uế diễm như thủy triều cuốn về phía Triệu Phi Kích, đuôi rắn to lớn quất xuống Triệu Phi Kích, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Triệu Phi Kích há mồm phun ra một mảnh hình hung thần quang bảo vệ thân thể, hắc đao trên tay vũ động, miễn cưỡng đón lấy một kích đuôi rắn, thân thể bị đánh bay về sau. Thân hình khổng lồ của tam thủ quái mạng thừa cơ thoát ly chiến trận, bay trốn nơi xa. Chạy đâu? Triệu Phi Kích lập tức đuổi sát theo, giống to một tiếng. Từng làn hắc sắc sóng âm hiển hiện, nhanh chóng ngưng tụ một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một thanh sóng âm cự kiếm lớn trăm trượng. Gã há mồm phun một cái, một mảng hình hung thần quang bay ra quấn quanh hắc sắc cự kiếm. Cự kiếm lập tức biến thành màu đỏ đen quỷ dị, khí tức vờn quanh trở nên âm trầm, phảng phất như một đạo thiểm điện đỏ thẫm bắn ra. Quái mãng cũng không am hiểu tốc độ, trong chớp mắt đã bị cự kiếm đuổi kịp, chém xuống đỉnh đầu. Quái mãng cảm nhận được khí tức của cự kiếm, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, quay người muốn nghênh chiến. Tiếng vang lốp bốp đột nhiên từ bên trên truyền đến, từng đạo kim sắc lôi điện khoa trương bổ xuống. Tam thủ quái mãng giật mình, há mồm phun ra một đoàn hắc quang, trong đó xen lẫn từng đoàn cửu âm uế diễm, biến thành một màn sáng màu đen ngăn trên đỉnh đầu, đụng thẳng vào kim sắc lôi điện. Cửu âm uế diễm không gì không hòa tan, trước đó đối phó kim sắc lôi điện của Thẩm Lạc đã chứng minh điểm ấy, cho nên quái mãng cũng không lo lắng. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1456, phía sau màn. Kim sắc lôi điện đánh vào màn sáng màu đen, một cỗ khí tức sát phạt cường đại của lôi kiếp bộc phát. Mãnh liệt hơn gấp mấy lần kim sắc lôi điện của Thẩm Lạc trước đó, màn sáng màu đen như giấy bị xé rách, tam thủ quái mãng kinh hãi. Ngay sau đó, từng đạo kim sắc lôi điện chói mắt tiếp tục rơi xuống, không chờ quái mãng làm ra bất kỳ phản ứng nào, hung hăng bổ vào thân nó. Hơn phân nửa thân thể tam thủ quái mãng lập tức vỡ ra, hóa thành mảng lớn âm khí xám đen. Từng đạo kim sắc lôi điện còn đang lan tràn trên thân rắn, những lôi điện này tràn ngập khí tức lôi đình hủy diệt. Tiến một bước xé rách âm khí trong cơ thể nó, khiến cho quái mãng không cách nào điều khiển thân thể. Lúc này, kiếm ảnh đỏ thẫm hiện lên gào thét đánh đến, soạt một tiếng chém thân thể bị tàn phá không chịu nổi của quái mãng thành hai khúc, nặng nề ngã xuống đất. Phía sau cự kiếm đỏ thẫm, Triệu Phi Kích mừng như điên bay nhào tới, điều khiển cự kiếm không ngừng phách chạm đoạn thân thể của quái mãng, làm cho nó không cách nào ngưng tụ thành hình, mà gã há mồm phun ra một mảng hình hung thần quang càng lớn hơn, quấn lấy một nửa thân thể khác, nhanh chóng luyện hóa thôn phệ. Xa xa Thẩm Lạc thả cánh tay xuống, những kim sắc lôi điện vừa rồi chính là thôi động khôn thổ dẫn lôi phù phát ra lôi kiếp, trợ giúp Triệu Phi Kích lưu lại đầu âm thú quái mãng kia. Thôn phệ đầu âm thú này, Triệu Phi Kích hẳn có thể góp nhặt đầy đủ lực lượng, đầy mở đại môn chân tiên kỳ, chỉ không biết Triệu Phi Kích có thể ngăn cản được lôi kiếp chân tiên hay không. Bất quá Triệu Phi Kích chưa hề biểu hiện lo lắng, hẳn có niềm tin khá lớn. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt, phất tay phát ra một đạo lam quang quấn lấy chuông lớn màu bạc cách đó không xa, kéo nó đến trước người, hai tay bấm quyết, tựa hồ tính toán luyện hóa chuông này. Vào thời khắc này, một đoàn hắc quang từ bên trong chuông bắn ra, như thiểm điện nhào về phía Thẩm Lạc. Nhưng mà Thẩm Lạc tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này, thân hình nhanh chóng né sang bên cạnh, tay phải vồ một cái, một hỏa thủ trống rỗng xuất hiện, nắm đạo hắc quang trong tay. Hỏa thủ chính là hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ thành, trong đó còn xen lẫn từng đạo kim sắc lôi điện, lại là hiên viên thần lôi.
hắc quang chạm vào hỏa thủ, lập tức phát ra thanh âm thảm thiết thê lương, bên trong hiện ra khuôn mặt vô danh ca quỷ. Ngân quang chuông có thể che lấp khí tức thần hồn, ngươi làm sao phát hiện được ta? Vô danh giá quỷ rất nhanh dừng lại kêu thảm, trầm giọng quát. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, chuyện đến bây giờ, các hạ còn muốn lừa dối phá quan sao? Thẩm Lạc cười lạnh, lời này của ngươi có ý gì? Chúng ta trước kia gặp qua khi nào? Thực lực của ta không đủ, rơi vào tay các hạ, muốn giết cứ giết, mơ tưởng nhục mạ ta. Vô danh giá quỷ khẽ giật mình sau đó tức giận nói. Thật sao? Tâm ma đại pháp ngụy trang thần hồn xác thực cao minh, nhưng vẫn không thể gạt được cảm giác của ta. Các hạ cũng không cần dùng tâm ma đại pháp ảnh hưởng ta, các hạ hẳn là truyền nhân tâm thiên ma. Thẩm Lạc chậm rãi mở miệng, thần sắc vô danh giá quỷ biến đổi, sau một khắc từ từ khôi phục bình tĩnh, híp mắt nhìn về phía Thẩm Lạc, ngươi làm sao phát hiện được ta? Ta và ngươi đã gặp nhau hai lần, chút chuyện này nếu ta không phát hiện được, chẳng lẽ không phải quá mức vô năng? Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật lúc vô danh giã quỷ thi triển hắc sắc ma diễm hắn mới phát hiện mánh khóe. Hắc sắc ma diễm khi ở trúc dung bồn địa, hắc ảnh thần bí kia từng sử dụng qua phần ma liệt diễm. Vừa nhìn thấy phần ma liệt diễm, Thẩm Lạc căng thẳng đến cực điểm, thần thức toàn lực khuếch tán ra. Thần hồn câu thông hỏa linh tử nhờ gã hỗ trợ hắn chú ý xung quanh, lúc này mới nhận ra bên trong chuông lớn màu bạc có đạo hắc ảnh này. Xem ra ta không nên thi triển phần ma liệt diễm, khiến người sinh lòng phòng bị. Vô danh giá quỷ lập tức nhận ra chỗ sơ hở của mình. Ngươi là ai? Có quan hệ gì với yêu ma náo động Trường An? Nếu nói ra, ta có thể tha ngươi một mạng. Thẩm Lạc trầm giọng hỏi. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây chỉ là một tia phân thần mà thôi, hủy diệt rồi cũng không quan trọng. Vô danh giá quỷ cười nhạo nói. Dẫn phát náo động Trường An chính là một đám yêu ma, các hạ nguyện ý giúp bọn chúng làm việc, thậm chí không tiếc tổn thương bản thân. Lần này Trường An náo động, ma tộc cũng có tham dự. Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Tiểu tử, tùy ngươi phỏng đoán, mơ tưởng dựa dẫm và ta biết được đáp án. Vô danh giáo quỷ hắc hắc cười lạnh. Thẩm Lạc im lặng không nói, hắn sở dĩ không lập tức diệt sát vô danh giáo quỷ, là muốn từ trong miệng gã thám thính một chút tin tức. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ không cách nào toại nguyện. Hỏa linh tử đạo hữu, ngươi có thể từ hắc ảnh này lấy chút tin tức. Ta nhớ lúc trước ngươi từng nói qua, Minh Hỏa Luyện Lô có một loại đào hoa huyễn hỏa, thần thông mê hồn rất mạnh. Hắn truyền âm hỏi hỏa linh tử. Hắc ảnh này là phân hồn của tâm ma đại pháp, tồn tại giống như thần hồn, nhưng có chỗ khác biệt, có thể siêu hồn hay không ta cũng không biết, phải thử qua mới biết được. Hỏa linh tử trả lời. Vậy thử xem. Thẩm Lạc lạnh giọng nói, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, lòng bàn tay hiện ra một tầng sóng ánh sáng trong suốt. Hỏa thủ nắm lấy hắc ảnh đồng dạng hiện ra một tầng sóng ánh sáng trong suốt, bao phủ bóng đen. Một trận thanh âm trống rỗng phát ra quanh quẩn xung quanh, chính là bí thuật trấn hồn của Thiên Cơ Thành. Ánh mắt vô danh giã quỷ trở nên mông lung, thân thể cứng đờ ở đó. Một đạo tử ảnh từ trên thân Thẩm Lạc bắn ra, bay vụt đến đỉnh đầu hắc ảnh, chính là Minh Hỏa Luyện Lô, thân lô đại phóng linh quang. Một đoàn hào quang màu phấn hồng từ trong lô bắn ra, bao phủ vô danh giã quỷ, cấp tốc chuyển động. Bên trong phấn hồng quang mang mơ hồ nhìn thấy vô số điểm sáng hình dáng cánh hoa đào, lộng lẫy dị thường, truyền ra một loại cảm giác như mộng ảo. Ánh mắt vô danh giã quỷ mông lung càng nặng. Phấn hồng quang mang nhanh chóng xâm nhập thể nội quỷ này. Thân thể đen nhánh của vô danh giã quỷ nhanh chóng biến thành màu hồng phấn, càng ngày càng sáng, mắt thấy muốn triệt để chiếm hết thân thể nó. Ngay lúc này, thân thể vô danh giã quỷ run lên, con mắt khôi phục thanh minh, nổi giận. Gầm lên một tiếng, thân thể thổi phồng bành trướng. Thẩm Lạc bỗng nhiên biến sắc, lập tức thi pháp ngăn cản, nhưng chậm một bước. Ầm một tiếng vang lớn, thân thể vô danh giã quỷ vỡ ra, nổ tan hỏa diễm đại thủ, Minh Hỏa Luyện Lô phía trên cũng bị đánh bay. Thẩm Lạc thở dài, bấm niệm pháp quyết thu hồi hồng liên nghiệp hỏa tàn mát, Minh Hỏa Luyện Lô cũng thu hồi đào hoa huyễn hỏa, bay trở về bên cạnh Thẩm Lạc. Kẻ tu luyện tâm ma đại pháp thần hồn vô cùng kiên cố,
cho dù một tia phân hồn cũng không thể tùy ý nắm giữ. Người muốn điều tra nguyên nhân gây ra náo động Trường An, chỉ sợ phải tìm đầu mối khác. Hỏa Linh Tử thở dài nói, Hỏa Linh Tử đạo hữu khổ cực rồi. Thẩm Lạc khẽ gật đầu. Hắn đang muốn nói thêm, một trận thanh âm duệ khiếu ù ù từ phía bên cạnh truyền tới. Hắn quay đầu nhìn qua, thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy đầu tam thủ quái mãng không thấy tăm hơi, trên thân triệu phi kích toát ra hắc quang nồng đậm, che mất phạm vi vài chục trượng xung quanh. Trong hắc quang vô số quỷ ảnh chớp động, phát ra thanh âm quỷ khiếu trùng thiên. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1457, Táng Long Địch. Muốn đột phá sao? Đầu quỷ sủng của Thẩm đạo hữu tiềm lực bất phàm, đã thức tỉnh hình hung thần quang khắc chế hết thảy âm khí, còn có thần thông nhiếp hồn ma âm, nếu hào hào bồi dưỡng, ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Hỏa Linh Tử nhàn nhạt nói. Hỏa Linh Tử tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, ánh mắt không cần phải nói, một lời này khiến Thẩm Lạc cảm thấy mừng thầm. Chỉ tiếc nó dùng pháp bảo không đúng phương pháp, quỷ đạo trọng yếu nhất một chữ quỷ, nó lại dùng đao cận chiến chém giết kẻ khác, một đầu quỷ vật hồ đồ. Hỏa Linh Tử lời nói xoay chuyển cười nhạo. Hỏa Linh Tử đạo hữu có đề nghị. Còn sáo ngắn kia, Hỏa đạo hữu thấy thế nào? Vật này tựa như một kiện pháp bảo thuộc tính âm, có thể cho quỷ tướng sử dụng không? Thẩm Lạc cũng cảm thấy hiệu quả cận chiến của triệu phi kích không tốt, hỏi. Ta đã xem xét rõ, vật này chính là dị bảo thượng cổ khống quỷ địch, có thể điều khiển quỷ vật trong phạm vi lớn. Đáng tiếc bị tàn phá, nhiều vật liệu luyện chế khống quỷ địch hiện giờ đã tuyệt tích, không cách nào chữa trị. Hỏa Linh Tử nói, điều khiển quỷ vật phạm vi lớn. Thẩm Lạc nghe vậy bừng tỉnh, khó trách vô danh quỷ thành có nhiều quỷ vật không nên xuất hiện như vậy, thì ra do khống quỷ địch này đang tác quái. Nếu Thẩm đạo hữu có hai loại vật liệu, luyện yêu thạch, bách khốc cốt, thì ta có thể cải luyện khống quỷ địch thành một cây táng long địch. Kế thừa năng lực điều khiển quỷ vật, còn có thể tăng phúc thần thông nhiếp hồn ma âm của quỷ tướng. Hỏa Linh Tử tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe vậy khẽ giật mình. Hắn trong hắc uyên mê quật đạt được nhiều linh tài chân quý, trong đó có luyện yêu thạch mà bách khốc cốt kia. Trong tay ta vừa vặn có mấy khối luyện yêu thạch, nhưng tài liệu bách khốc cốt ta chưa nghe nói qua. Ta từng trên nhược thủy săn giết được một đầu bách khốc thú, không biết có thể dùng đến không. Hắn nói xong, lật tay lấy ra thi thể bách khốc thú. Bách khốc thú to lớn như thế, tuyệt đối sống sót hơn ngàn năm, quá tốt rồi. Khi gọi bách khốc cốt, chính là âm cốt trong cơ thể bách khốc thú này. Có thi thể bách khốc thú lớn như vậy, ta có thể dung luyện nhiều tinh hoa bách khốc cốt, gia tăng uy lực táng long địch. Hỏa Linh Tử nhìn thấy thi thể bách khốc thú, lập tức đại hỉ, nói. Thẩm Lạc thấy vậy cũng vui mừng, lấy ra hai khối luyện yêu thạch, cùng thi thể bách khốc thú ném vào minh hỏa luyện lô. Hắn lại lấy ra sơn hà xá tắc đổ, mảng lớn ngân quang từ đó bắn ra, phất qua thân thể triệu phi kích. Triệu phi kích lập tức biến mất, bị thu vào trong sơn hà xá tắc đồ. Vô danh quỷ thành âm khí mặc dù nồng đậm, nhưng nơi này hơi cổ quái, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không phải nơi tốt cho triệu phi kích bế quan, luyện hóa âm khí thể nội. Thẩm Lạc phất tay áo lên, một đạo lam quang quấn lấy chuông lớn màu bạc kia, kéo đến trước người. Bên trong chuông lớn đã không còn thần hồn ký túc, nhưng vẫn rung động không ngừng, muốn từ bên trong lam quang tránh thoát. Bảo vật tốt, chủ nhân vẫn lạc còn có linh tính như thế. Sắc mặt Thẩm Lạc vui mừng. Âm ba công kích của chuông bạc cực kỳ xuất sắc, ngay cả thần hồn của hắn cũng bị mạnh mẽ rung chuyển. Bí thuật chấn hồn nếu kết hợp chuông này thi triển, uy lực tất nhiên cường đại hơn trước gấp 10, chính mình lại có thêm một môn thần thông ẩn giấu. Nhưng bây giờ không phải thời điểm tế luyện chuông này, hắn thôi động tiêu dao kính thu nó vào, sau khi ly khai nơi này lại nói. Làm xong những việc vặt, Thẩm Lạc thả người rơi vào bên cạnh tế đàn, đặt tay lên băng sơn màu lam, vận chuyển thần thông điện thương hải. Băng sơn màu lam tỏa ra một tầng tinh quang, thu nhỏ lại,
mấy hơi thở sau hóa thành một đoàn hàn quang màu lam chui vào trong lòng bàn tay hắn. Không có băng sơn màu lam, màn sáng màu đen xung quanh tế đàn lại khôi phục linh động, phảng phất căn bản không bị hàn khí điện thương hại ảnh hưởng. Thấy cảnh này, lông mày Thẩm Lạc cau lại. Lúc trước hắn dùng điện thương hải đông cứng tế đàn thành băng sơn, một mặt vì ngăn cản vô danh dã quỷ đến gần, mặt khác muốn thăm dò luyện thần đại trận xung quanh tế đàn. Thần thông điện thương hải đã tiếp cận cảnh giới viên mãn, hàn khí cường đại vô song. Coi như pháp bảo 450 tầng cấm chế cũng có thể bị hàn khí tổn thương, vậy mà hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng luyện thần đại trận. Không ngờ thần thông hàn băng của Thẩm đạo hữu tinh tiến đến cảnh giới như thế, đã có thể thu phóng tự nhiên. Hỏa linh tử tán thán. Điều trùng tiểu kỹ thôi, nên phá giải luyện thần đại trận như thế nào, còn xin hỏa linh tử đạo hữu chỉ điểm, bằng không ta chỉ có thể sử dụng phiên thiên ấn hủy. Diệt rồi, Thẩm Lạc nói. Việc này giao cho ta, bất quá còn muốn mượn dùng đầu thần thử của phúc công kia. Hỏa linh tử cười hắc hắc, tựa hồ đã tính trước. Song mi Thẩm Lạc nhấc một cái, không thấy hắn thi pháp thế nào. Góc phụ cận tế đàn hiện lên ngân quang, một đầu linh thử màu bạc hiện ra, chính là con linh thú thần thử của Phúc Công. Sau khi Phúc Công vẫn lạc, thần thử này rơi vào tay Thẩm Lạc, chuột này huyết mạch lực hiếm thấy, thần thông thiên phú cũng hữu dụng phi thường, hắn tốn hao không ít tâm tư mới có thể thu thần thử sử dụng. Trước đó nhờ đầu thần thử này, hắn mới chính xác tìm đến nơi này. Muốn làm thế nào? Thẩm Lạc hơi lo lắng hỏi. Hắn đã sớm cho thần thử dùng thần thông không gian độn xuyên luyện thần đại trận, nhưng màn sáng kia vậy mà có thể ngăn cách lực lượng không gian, thần thử cũng không thể độn vào. Yên tâm, ta chỉ mượn dùng huyết mạch lực của nó, thâm nhập vào trong luyện thần đại trận, hủy đi một trận nhãn mấu chốt mà thôi. Hỏa linh tử nói, mượn dùng huyết mạch lực, muốn mượn thế nào? Nói trước, ngươi không được làm thần thử của ta tổn thương. Thần sắc Thẩm Lạc vẫn lo lắng. Thẩm đạo hữu không cần quá lo, không gian trong minh hỏa luyện lô rất lớn, mà không gian này khác biệt tiêu giao kính của ngươi, còn muốn hoàn thiện hơn, trong đó có 7 cấm chế không gian huyền diệu. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ vì sao đầu thần thử này có thể gánh vác huyết mạch không gian, còn tăng tiến tu vi đến cảnh giới hiện tại. Tất cả nhờ công của lực lượng và cấm chế không gian trong minh hỏa luyện lô. Lúc trước ta cho ngươi tiểu na di phù, cũng nhờ lực lượng không gian của minh hỏa luyện lô chế ra. Hỏa linh tử chậm rãi giải thích. Thẩm Lạc nghe những lời này, trong mắt chớp động tinh quang, trong minh hỏa luyện lô vậy mà có nhiều đồ như vậy. Ta hiện tại muốn lợi dụng cấm chế không gian trong minh hỏa luyện lô, tương trợ thần thử xuyên qua màn sáng luyện thần đại trận. Cử động lần này không những vô hại, ngược lại thần thử cũng có lợi ích, ngươi cứ việc yên tâm. Hỏa linh tử tiếp tục nói, đã như vậy, mời hỏa linh tử đạo hữu thi pháp. Hắn thoáng yên tâm, triệu hoán thần thử đến, rơi vào bên cạnh minh hỏa luyện lô. Trên minh hỏa luyện lô lần nữa sáng lên linh quang lóa mắt, bất quá lần này là màu bạc, hư không phụ cận cũng bị dẫn động, ong ong rung động. Sau mấy hơi thở, một đạo ngân quang trong suốt như ngọc từ trong lô bắn ra, chui vào thể nội thần thử. Ngoài thân thần thử hiện ra màu bạc chói mắt, thân thể chướng lớn hơn một vòng, trong miệng phát ra tiếng kêu chi chi có vẻ bực bội, phảng phất như bị kích thích. Thẩm Lạc vội vàng lợi dụng ấn ký tâm thần gieo trong cơ thể thần thử, thi pháp trấn an, chuột này mới thoáng an phận một chút. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1458, Vấn Hồn. Thiên địa nhân thần, lục hợp bát pháp, hư không truyền độ. Chúng nguyên quy nhất, bên trong minh hỏa luyện lô truyền ra thanh âm chú ngữ ngưng trọng của hỏa linh tử, tựa hồ đang thi triển bí pháp nào đó. Thân thể thần thử hiện ra từng đường vân màu bạc, nhanh chóng lan tràn, chuột này sao động càng thêm lợi hại. Thẩm Lạc thấy vậy nhướng mày, không nói gì. Sau một lúc lâu, những đường vân màu bạc gần như bao trùm toàn bộ thân thể thần thử, nhìn giống như mặc vào một kiện áo giáp màu bạc. Thân thể thần thử to thêm một vòng, nhưng không thống khổ sao động nữa, ngược lại rất hưng phấn,
bốn chân khẽ động, vèo một tiếng bắn ra, đâm vào trên màn sáng luyện thần đại trận. Bên trong minh hỏa luyện lô vang lên một tiếng quát khẽ của hỏa linh tử, toàn thân thần thử bộc phát ngân quang lóa mắt. Thân thể thần thử trong chốc lát đã mất đi thực thể, hóa thành một đoàn ngân quang mơ hồ, mặc dù có chút gian nan, nhưng vẫn xuyên vào nội bộ luyện thần đại trận. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng. Hỏa linh tử thầm thở phào nhẹ nhõm, gã thôi động cấm chế không gian trong minh hỏa luyện lô, kích phát huyết mạch không gian của thần thử. Nhưng không hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá luyện thần đại trận, bây giờ thần thử thuận lợi chui vào, lòng gã khẩn trương cũng theo đó thả lỏng. Đi! Hỏa linh tử tiếp tục thi pháp, thần thử bay đến đỉnh tế đàn, rơi vào bên cạnh một cột đá phủ kín vu văn, miệng lớn gặm cắn. Cột đá nhìn kiên cố, nhưng răng thần thử sắc bén hơn, mà hỏa linh tử phụ thêm không gian lực còn chưa tán đi, bám vào hàm răng nó, gia tăng uy lực. Chỉ qua mấy lần, cột đá đã bị cắn nát. Màn sáng màu đen đột nhiên hỗn loạn, nứt ra một lỗ thủng. Minh hỏa luyện lô lập tức bắn ra, dừng lại bên cạnh lỗ thủng, miệng lô hơi chút xuống, cấp tốc chuyển động. Một lực thôn phệ cường đại từ trong lô bắn ra, thông qua lỗ thủng thẩm thấu vào màn sáng màu đen, bao trùm một hắc ảnh kéo nó ra phía ngoài. Nhưng trên hắc ảnh hiện ra từng đạo hắc quang như sợi tơ, nối liền màn sáng xung quanh, vậy mà bất động, quả nhiên có cấm chế trở ngại. Hỏa linh tử nói thầm một tiếng, đang muốn thi pháp phá giải, một thanh tản kiếm màu vàng đã đoạt trước một bước từ lỗ thủng bay vào bên trong luyện thần đại trận, chính là Trảm Ma Tàn Kiếm. Trảm Ma Tàn Kiếm quay tròn chuyển động, một vòng kiếm khí hình khuyên chạm lên tia sáng màu đen, nhẹ nhàng chạm đứt. Hỏa linh tử thấy vậy đại hỉ, lập tức gia tăng lực thôn phệ của minh hỏa luyện lô. Hắc ảnh kia vèo một tiếng, từ bên trong lỗ thủng bay ra ngoài, hiện ra bản thể, một bia đá tám mặt to bằng đầu người, trên mỗi mặt minh khắc vô số trận văn thật nhỏ, nhìn rất huyền diệu. Quả nhiên luyện thần đại trận, lại đây. Thanh âm hưng phấn của hỏa linh tử vang lên, minh hỏa luyện lô phát ra lực thôn phệ càng lớn, bia đá màu đen lóe lên chui vào trong lô. Bia đá vừa rồi, tựa hồ là một loại trận bàn. Thẩm Lạc đưa tay triệu hồi Trảm Ma Tàn Kiếm và thần thử, hỏi, đây là trận khí do Vu tộc luyện chế, tương tự như trận bàn, nhưng trận khí của Vu tộc có chỗ khác biệt, người Vu tộc đầu óc toàn cơ bắp. Lúc bày trận đã áp xúc toàn bộ trận văn vào trên trận khí, cho nên không cần trận kỳ phụ trợ, chỉ dựa vào trận khí là có thể bày ra vu trận. Hỏa linh tử cười hắc hắc nói, vậy sao? Nói cách khác khối bia đá kia là trận khí luyện thần đại trận, tùy thời có thể bố trí xuống luyện thần đại trận. Song mi Thẩm Lạc khẽ nhíu. Đúng là như vậy, nhưng trận khí luyện thần đại trận này đã bị tổn thương, ta phải nghiên cứu trận này, tìm cách chữa trị mới được. Hỏa linh tử khó nén cảm giác vui sướng trong lòng. Luyện thần đại trận hữu dụng với ngươi như vậy. Lúc trước ngươi nói ta cũng có thu hoạch, nhưng ta không tinh thông trận pháp. Thẩm Lạc tò mò hỏi. Mấy năm nay ta một mực nghiên cứu đạo khí hồn, nói thông tục chút nó như một thủ đoạn luyện hóa hồn phách trở thành khí linh của pháp bảo. Đáng tiếc trên phương diện luyện hồn ta còn khiếm khuyết, bây giờ đã có luyện thần đại trận, điểm khiếm khuyết ấy cuối cùng đã có thể bổ túc. Ngữ khí hỏa linh tử phấn khởi nói, chuyển hóa hồn phách làm khí linh. Tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Thể Thẩm Lạc chấn động, khuôn mặt lộ vẻ kích động, hỏi. Vốn có 2-3 thành, chờ ta nghiên cứu luyện thần đại trận, xác suất thành công có thể đề cao gấp đôi. Hỏa linh tử hãnh diện nói. Thẩm Lạc nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Sau khi thuần dương kiếm có được chu tước khí linh, uy lực tăng lên trên diện rộng. Nếu hỏa linh tử có thủ đoạn làm cho pháp bảo sinh ra khí linh, thì rất nhiều pháp bảo trong tay hắn có thể để thăng một cấp độ. Tốt, hỏa linh tử đạo hữu chậm rãi nghiên cứu, cần trợ giúp gì cứ mở miệng. Thẩm Lạc lập tức nói. Hỏa linh tử không để ý đến hắn, hiển nhiên đã chuyên tâm nghiên cứu trận khí luyện thần đại trận kia. Không có trận khí, màn sáng màu đen bao phủ toàn bộ tế đàn chớp động mấy lần, nhanh chóng trở nên mỏng manh, mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất. Thẩm Lạc thấy cảnh này, thả người rơi vào trước 10 hồn phách bách tính Trường An kia. Ngươi,
Ngươi muốn làm gì? Một tên bụng phệ, bộ dáng thương nhân run giọng nói. Chư vị không cần khẩn trương, ta gọi Thẩm Lạc, tiên sư quan phủ đại đường, cũng không làm tổn thương chư vị. Ta có một số vấn đề muốn thỉnh giáo chư vị, sau khi hỏi xong ta sẽ đưa chư vị đi luân hồi chuyển thế. Thẩm Lạc nhẹ nhàng nói, đồng thời thầm thi triển thần thông trấn an thần hồn trong thiên cơ quyển. Một cỗ ba động vô hình lan ra, mười hồn phách cảm nhận được cơn gió mát nhẹ thổi qua, tinh thần bình tĩnh lại không ít. Thì ra Thẩm tiên sư, ngài có vấn đề cứ hỏi. Hồn phách thương nhân tựa hồ biết chút chuyện tu tiên, gật đầu nói. Tốt, chư vị hẳn là người hy sinh trong trận náo động Trường An hôm qua. Thẩm Lạc hỏi. Đúng vậy, chúng ta là bách tính thành Trường An, hôm qua bị những yêu ma kia sát hại. Hồn phách thương nhân cười thảm nói. Thẩm Lạc nghe. Vậy khẽ gật đầu, thầm nghĩ tìm đúng người. Trong trận động loạn hôm qua, hoặc trước khi náo động chư vị có thấy chuyện khác thường không? Hắn tiếp tục hỏi. Thẩm tiên sư, chuyện khác thường mà ngài nói muốn ám chỉ chuyện gì? Mười hồn phách nhìn nhau, cuối cùng hồn phách thương nhân lên tiếng hỏi. Chư vị không cần lo lắng, ta đang trợ giúp quan phủ đại đường và viên quốc sư điều tra nguyên nhân hỏa loạn lần này, coi như đang vì các vị báo thù. Còn chuyện khác thường, các vị bất luận thấy chuyện gì kỳ lạ đều được coi như chuyện khác thường. Thẩm Lạc nói, nghe hai chữ báo thù, những hồn phách này có chút dao động, nhưng không mấy vui vẻ. Thẩm tiên sư, chúng ta nói cho ngài biết, nhưng không cần ngài báo thù cho chúng ta, có thể mời ngài chăm sóc người thân còn sống của chúng ta hay không? Một lão giả thân thể còng xuống nói, mọi người yên tâm, triều đình và quan phủ đại đường đã phái người trấn an thân nhân các vị, bất quá ta có thể đáp ứng yêu cầu này, sau khi triều đình trợ cấp, lại chiếu cố thêm. Thẩm Lạc không chút do dự nói. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1459, manh mối và suy đoán. Đa tạ Thẩm tiên sư, để ta nói trước. Ai, lão hán họ Vương, ở phố nhỏ Mũ Sắt tại Vĩnh Định phường, mặc dù sống kham khổ, nhưng coi như an ổn. Trong đêm trước, ta ở trên Kim Quang Hà trong thành đánh cá, gặp mấy người áo đen, lén lén lút lút không biết đang làm gì. Bọn hắn nhìn thấy ta thì một người trong đó vung tay lên, ta liền chết đi. Lão già than thở nói, người áo đen, bọn hắn có đặc thù gì không? Thẩm Lạc không ngờ hỏi thăm người đầu tiên đã phát hiện trọng điểm, vội vàng truy vấn. Lúc ấy ta căn bản không thấy rõ, không phát hiện được gì cả. Lão già lắc đầu. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một tia tiếc nuối, nhìn về phía những người khác. Tiên sư, ta là Vương Đại Khuê, là đầu bếp ở Kỳ Chân phường Trường An Thành. Trên khánh điển ta bị một đầu hổ yêu giết chết, cũng không nhìn thấy người áo đen nào. Một hán tử khôi ngô khác nói, tiên sư, ta là Lệ Dũng. Mấy hồn phách khác cũng nhao nhao báo ra tính danh, cùng tình huống tối hôm qua nhìn thấy, có chút lộn xộn hỗn tạp, nhưng không có tin tức gì hữu dụng, khiến Thẩm Lạc nghe xong nhíu mày. Thẩm tiên sư, tại hạ Mã Tiên Hà, trước khánh điển ta thấy được một tình huống quỷ dị, có liên quan tới những yêu ma trên khánh điển, hẳn là hữu dụng với ngài. Chỉ là ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Thương nhân kia chờ người khác nói xong, lúc này mới lên tiếng. À, các hạ có tâm nguyện gì cứ nói đừng ngại. Thẩm Lạc đã sớm nhìn ra hồn phách thương nhân này biết chuyện, nghe vậy trong lòng hơi động, cũng không để ý gã cò kẻ mặc cả. Mã Mỗ một mực hâm mộ người tu tiên luyện đạo, đáng tiếc trước kia vô duyên kết bạn với tiên sư, tại hạ nói tình huống nhìn thấy xong, muốn nhi tử tại hạ. Bái tiên sư làm vi sư, xin tiên sư thành toàn. Hồn phách thương nhân khom người thi lễ với Thẩm Lạc một cái. Thẩm Mỗ luôn luôn độc lai độc vãng đã quen, không nghĩ tới sẽ thu đồ đệ. Thẩm Lạc nhíu mày lại, sau đó lắc đầu nói. Hồn phách thương nhân cứ thế đứng tại nơi đó. Mặc dù ta không thu đồ đệ, bất quá ta quen tu sĩ không ít, chỉ cần con của người có tư chất, có thể an bài hắn bái nhập những tông phái khác cũng không phải là việc khó gì cả. Thẩm Lạc nói tiếp, đa tạ Thẩm tiên sư,
vẻ thất vọng trên mặt thương nhân quét sạch sành sanh, đại hỉ bái tạ. Điều kiện của ngươi ta thỏa mãn, hiện tại có thể nói ra. Thẩm Lạc nói. Đương nhiên, khởi bẩm tiên sư, trước khánh điển tại hạ cũng nhìn thấy không ít người áo đen, tại một chỗ ẩn kín ở phụ cận Vĩnh Định phường. Cắm rất nhiều đinh sắt thô to vào mặt đất, mà đinh sắt cắm vào mặt đất thì nơi đó chảy ra rất nhiều máu tươi. Thương nhân nói nhanh, tận lực miêu tả kỹ càng tình huống đã nhìn thấy. Đinh sắt thô to, máu tươi, địa điểm kia cụ thể ở nơi nào? Tinh thần Thẩm Lạc phấn chấn, đưa tay huyễn hóa ra một bộ địa đồ Trường An thành. Là ở chỗ này, thương nhân quan sát tỉ mỉ địa đồ một lát, điểm vào một vị trí. Thẩm Lạc nhìn thấy chỗ này, con người chớp lên, nơi đó chính là một chỗ vết nứt ở mặt đất. Việc này với ta xác thực rất trọng yếu, Thẩm Mỗ sẽ giữ đúng lời hứa, tận lực dẫn dắt quý công tử đặt chân tiên đạo. Hắn gật đầu nói, đa tạ Thẩm tiên sư, thương nhân vội vàng bái tạ lần nữa. Thẩm Lạc thấy đã hỏi xong, đang muốn mang theo những hồn phách này rời đi, một đạo độn quang từ đằng xa phóng tới, lại là câu hồn mã diện. Gã nhìn có chút chật vật, trên thân nhiều chỗ thụ thương, cũng may không nghiêm trọng. Mã diện đạo hữu, không sao chứ? Thẩm Lạc hỏi. Còn tốt, những quỷ vật kia truy sát ta một hồi, đột nhiên chạy tứ tán, là Thẩm đạo hữu ngươi đánh chết thủ lĩnh những quỷ vật kia. Câu hồn mã diện nhìn về phía Thẩm Lạc, hỏi. Thẩm Lạc nghe vậy ánh mắt khẽ động, những quỷ vật bên ngoài chạy trốn, tám thành là bởi vì khống quỷ địch rơi vào trong tay của hắn. Khống quỷ địch có uy năng còn trên hắn dự đoán, vậy mà có thể cách không điều khiển nhiều quỷ vật như vậy, hy vọng hỏa linh tử tế luyện ra táng long địch có thể bảo trì uy năng đó. Những người này chính là hồn phách bách tính Trường An thành à? Sao chỉ có 10 người như thế? Câu hồn mã diện không đợi Thẩm Lạc mở miệng, chuyển hướng qua 10 hồn phách, kỳ quái hỏi. Bách tính Trường A bị bộ dạng hung thần ác sát mã diện nhìn giật nảy mình, vô thức núp sau lưng Thẩm Lạc. Chư vị không cần sợ, vị này là địa phủ âm thần câu hồn mã diện, các ngươi mặc dù không phải người trong tu đạo, hẳn là cũng nghe qua tên của hắn. Thẩm Lạc vội vàng trấn an. Truyền thuyết ngưu đầu mã diện, bách tính bình thường cũng nghe nhiều nên biết, lúc này đám hồn phách mới thoáng nhẹ. Nhàng thở ra, chỉ là vẫn vô thức giữ vững một đoạn khoảng cách không gần không xa. Lúc ta chạy tới nơi này, nơi đây có một tòa đại trận vu tộc, những hồn phách này vừa lúc đứng trong trận, được đại trận bảo hộ, hồn phách khác thì đã bị một đầu quỷ vật chân tiên kỳ đánh chết. Thẩm Lạc nói với câu hồn mã diện, quỷ vật chân tiên. Hắn tên gọi là gì? Thẩm đạo hữu có nhìn rõ dung mạo hắn không? Câu hồn mã diện vội vàng hỏi. Thẩm Lạc gật gật đầu, cũng không bấm niệm pháp quyết thi pháp, hư không bên cạnh chớp động lam quang, một bóng người hiện hiện ra, chính là thân ảnh vô danh dã quỷ kia. Người này nhìn rất lạ lẫm, ta chưa từng gặp qua, hắn dùng thần thông gì? Câu hồn mã diện quan sát tỉ mỉ, lắc đầu nói. Quỷ này có thể thôi động thượng cổ vu thuật, dùng pháp bảo cũng phần lớn là vu khí, nuôi một đầu quỷ sùng tam thủ quái mãng, còn thi triển một môn thần thông hoa sen. Thẩm Lạc nói. Hắn cảm thấy thần thông hắc liên kia có chút bất phàm, lại khác rất lớn vu thuật mà vô danh dã quỷ thi triển, thế là kể lại kỹ thần thông hoa sen màu đen kia. Đây là lục đạo luân hồi của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Câu hồn mã diện cũng không thèm để ý những thần thông khác, duy chỉ có nghe Thẩm Lạc miêu tả thần thông hắc liên kia, thần sắc biến đổi, la lên thất thanh. Thần thông Địa Tạng Vương Bồ Tát, người kia là môn hạ âm tào địa phủ. Thẩm Lạc cũng nhíu mày một cái. Người sáng lập âm tào địa phủ chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhân thần rộng rãi, không dưới các cự phách tiên đạo như Quan Âm Đại Sĩ, Trấn Nguyên Tử, Bồ Đề Lão Tổ, lại tọa trấn U Minh địa phủ. Thanh danh vị Bồ Tát này trước kia không hiện, chỉ từ khi khai tông lập phái âm tào địa phủ, lúc này mới danh truyền tam giới. Không rõ, thần thông âm tào địa phủ lưu truyền khá rộng, có lẽ là người phái khác học trộm cũng chưa biết chừng. Câu hồn mã diện nói, cũng có khả năng. Thẩm Lạc ư một tiếng. Thẩm đạo hữu, chuyện vô danh quỷ thành này liên lụy quá nhiều, ta đến nơi này lại thấy nhiều thứ, trải qua nơi này, còn có chuyện vô danh dã quỷ kia,
có thể để ta bẩm báo cho Trung Quỷ đại nhân không? Câu hồn Mã Diện chần chừ một chút rồi hỏi. Chuyện này báo cho Trung Quỷ cũng không sao, Thẩm Lạc nói. Câu hồn Mã Diện thấy Thẩm Lạc đồng ý, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phất tay áo vung về phía 10 hồn phách kia. Một cỗ hắc quang quấn lấy những người kia, thu nhập vào trong tay áo. Những hồn phách này để ta mang về địa phủ, an bài bọn hắn luân hồi chuyển thế. Câu hồn Mã Diện nói. Vậy xin nhờ Mã Diện đạo hữu. Thẩm Lạc gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1460, vạn chúng theo đuổi. Chuyện đã xong, Thẩm Lạc và câu hồn Mã Diện không tiếp tục đợi ở chỗ này, đang muốn rời đi. Thẩm Lạc đột nhiên như thiểm điện quay người lại, nâng lên nắm đấm đánh tới hướng tế đàn. Một quyền ảnh màu vàng to bằng cung điện trống rỗng xuất hiện phía trên tế đàn, một kích đánh vào tế đàn. Không có cấm chế bảo vệ, tế đàn ứng thanh vỡ nát, hóa thành vô số tảng đá lớn bay tứ tán, nhưng cũng không có gì dị thường. Thẩm đạo hữu, thế nào? Câu hồn Mã Diện bị cử động đột ngột của Thẩm Lạc làm cho giật nảy mình, nhìn quanh, thấp giọng hỏi. Không có gì, nắm đấm hơi ngứa thôi. Ánh mắt Thẩm Lạc lóe lên, chậm rãi nói một câu. Nói xong, hắn không đợi Mã Diện đáp lại, thả người vọt tới hướng mặt đất. Câu hồn Mã Diện bị cử động Thẩm Lạc làm đứng ngây người nơi đó, nhìn thấy hắn rời đi, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Sau khi hai người đi thật lâu, vùng không gian dưới đất này vẫn yên tĩnh im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Lại qua một lát, chỗ Thẩm Lạc đứng yên lúc trước hiện lên hắc quang, một con mắt dọc màu đen hiện hiện ra, im ắng giải thể, hóa thành hắc khí phiêu tán. Mắt dọc màu đen biến mất, hư không bên cạnh tế đàn sụp đổ ba động cùng một chỗ, hai bóng người hiện hiện ra. Một người trong đó mặc long bào, đầu đội kim quan, gương mặt lại là hình rồng. Nếu Thẩm Lạc ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này chính là Kính Hà Long Vương năm đó, vậy mà vẫn còn sống. Mà người kia toàn thân bị một tầng ánh sáng xám bao phủ, lại là người thần bí năm đó xuất hiện bên bờ Minh Hà. Thiên Ma Nhãn. Không ngờ Thẩm Lạc lại tinh thông môn thần thông ma tộc này. Kỳ quái, hắn học được từ đâu? Kính Hà Long Vương tự lẩm bẩm. Ngươi không xuất thủ sao? Thẩm Lạc kia đã điều tra đến chân tướng náo động Trường An rồi. Bóng người ánh sáng xám hỏi. Thì sao? Loại chuyện này cứ tùy tiện để hắn đi điều tra. Ngược lại là ngươi, một mực âm thầm bồi dưỡng vô danh giá quỷ lại bị giết, một sợi phân hồn bị tiêu diệt. Ngay cả luyện thần đại trận nơi này cũng bị họ Thẩm kia lấy đi. Ngươi có thể nhịn được khẩu khí này à? Kính Hà Long Vương bất vi sở động, hỏi ngược lại. Vô danh giã quỷ kia bất quá là con rơi của một thủ hạ ta mà thôi, mà tòa luyện thần đại trận này, ta đã sớm nghiên cứu triệt để, có gì không bỏ được chứ? Hiện tại ta cảm thấy hứng thú chính là phệ hồn đại trận của Vu tộc, nghe nói có thể tước đoạt lạc ấn tinh thần trên tất cả thần hồn. Luyện hóa thành một đoàn bản nguyên tinh thần thuần túy là phương pháp tăng tiến lực lượng thần hồn tốt nhất. Nếu ta có được, rất có ích lợi đặt chân đến một bước cuối cùng. Đáng tiếc trận này đã sớm mẫn diệt. Bóng người ánh sáng sáng thở dài. Hừ, nói ngược lại là êm tai. Nếu ngươi không đau lòng, làm gì ở thời điểm này ba chạy tới? Kính Hà Long Vương cười lạnh một tiếng. Ta không rảnh cãi nhau với ngươi. Chuyện nên làm, ta đã giúp ngươi làm xong. Về sau ngươi làm gì, hoàn toàn không quan hệ với ta. Ta chỉ nhắc ngươi một chút, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, chớ trách ta hạ thủ không lưu tình. Bóng người ánh sáng xám hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái biến mất. Kính Hà Long Vương đứng lặng yên, sau một lát thân ảnh cũng im ắng biến mất. Thẩm Lạc và câu hồn Mã Diện chẳng mấy chốc đã tới mặt đất, giờ phút này lại có không ít đệ tử âm tào địa phủ hội tụ đến nơi này. Một người trong đó khiến Thẩm Lạc chú ý. Cổ đạo hữu. Thẩm Lạc ngạc nhiên nhìn về phía một thiếu nữ áo đen. Người này thân hình thon thả, một đầu tóc màu tím, phía sau còn mọc lên một đôi cốt rực màu tím, chính là cổ hóa linh đã lâu không gặp. Khí tức trên thân nàng bàng bạc như núi cao biển cả, thình lình cũng tiến cấp tới chân tiên kỳ. Thẩm Lạc, ngươi sao lại ở chỗ này?
Cổ Hóa Linh nhận ra Thẩm Lạc, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ít nam đệ tử âm tào địa phủ phụ cận như gần như xa đi theo Cổ Hóa Linh, nhìn thấy Cổ Hóa Linh đáp lời Thẩm Lạc mà cả hai còn rất thân quen. Không ít người quăng tới Thẩm Lạc ánh mắt bất thiện, ta và Mã Diện đạo hữu tới đây điều tra một chuyện, ngược lại là Cổ đạo hữu ngươi sao lại ở chỗ này? Phục sức trên người ngươi, gia nhập âm tào địa phủ lúc nào? Thẩm Lạc nhìn về phía phục sức trên thân Cổ Hóa Linh, chính là trang phục đệ tử âm tào địa phủ. Ta chính là yêu tộc, làm nhiệm vụ trảm yêu trừ ma tại đại đường quan phủ vốn cũng không quá thích hợp. Nhiều năm trước đã gia nhập âm tào địa phủ, chỉ là những năm này vì làm sâu sắc quan hệ với đại đường quan phủ, nên một mực ở lại nơi đó mà thôi. Cổ Hóa Linh từ tốn nói. Thẩm Lạc gật gật đầu, lấy xuất thân cùng tính cách Cổ Hóa Linh, lưu tại đại đường quan phủ quả thật có chút không thích hợp. Xem bộ dáng thì hai vị mới từ phía dưới đi ra, tình huống dưới đó thế nào? Cổ Hóa Linh chuyển chủ đề hỏi. Thẩm Lạc không nói gì, nhìn Câu Hồn Mã Diện một chút. Chuyện đã giải quyết xong, ta và Thẩm đạo hữu đã tìm được hồn phách những bách tính Trường An thành kia, các ngươi không cần tiếp tục đi xuống vất vả tìm kiếm. Câu Hồn Mã Diện lấy ra một cái túi nhỏ màu đen, bên trong lờ mờ đứng vững 10 hư ảnh thần hồn. Đây là trước khi bọn hắn đi lên đã thương nghị xong, không để chuyện vô danh giã quỷ kia trắng trợn lưu truyền ra, để tránh dẫn phát rối loạn không cần thiết, vụng trộm lặng lẽ điều tra. Làm sao chỉ có 10 thần hồn? Trường An thành náo động, bách tính lâm nạn tối thiểu đến mấy ngàn mà. Cổ Hóa Linh nhăn mày hỏi. Những thần hồn khác đã bị diệt, tình huống cụ thể bây giờ không tiện nói ra, Cổ đạo hữu về sau hỏi thăm Mã Diện đạo hữu đi. Thẩm Lạc nói. Nghe lời này, Cổ Hóa Linh nhìn Câu Hồn Mã Diện một chút, Câu Hồn Mã Diện chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cổ Hóa Linh thấy vậy, cũng không truy vấn nữa. Nếu chuyện đã kết thúc, chúng ta mau mau rời đi, nơi này suối quẩy sâu nặng, Cổ sư muội ngươi ở đây lâu cũng không quá tốt. Một thanh niên đệ tử âm tào địa phủ nịnh nọt nói, trong lúc nói cũng hơi chừng Thẩm Lạc. Một chút, Thẩm Lạc không khỏi cười khổ, thầm nghĩ chính mình gần đây có mệnh đào hoa, luôn gặp loại tình huống không hiểu này. Thẩm đạo hữu, Mã Diện đạo hữu, sau này gặp lại. Cổ Hóa Linh cũng không nhìn người kia, chào hai người Thẩm Lạc một tiếng, quay người phi độn rời đi. Ai, Cổ sư muội, người muốn đi đâu? Sư muội đi chậm một chút. Một đám nam đệ tử âm tào địa phủ vội vàng rầm rầm đi theo, người xung quanh trong nháy mắt thiếu đi cơ hồ một nửa. Ha ha, xem ra Cổ đạo hữu tại âm tào địa phủ rất được nhiều người theo đuổi. Thẩm Lạc mỉm cười nói. Đó là tự nhiên, nữ đệ tử âm tào địa phủ vốn thưa thớt, Cổ đạo hữu lại có tư chất cao tuyệt, đã bái nhập môn hạ Địa Tạng Vương đại nhân. Tiền đồ bất khả hạn lượng, lại lớn lên thủy linh như vậy, có rất nhiều nam đệ tử truy cầu cũng rất bình thường. Bất quá Cổ đạo hữu lãnh nhược hàn mai, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói nàng để ý người nào. Ta thấy Cổ đạo hữu đối với Thẩm đạo hữu tựa hồ cũng không phải bình thường đâu nha. Câu Hồn Mã Diện chớp chớp mắt cười nói. Mã Diện đạo hữu chớ nói đùa, ta và Cổ đạo hữu chỉ là bằng hữu bình thường từng gặp mặt mấy lần mà thôi, cũng không muốn trở thành công địch của nam đệ tử âm tào địa phủ. Thẩm Lạc khoát tay nói. Câu Hồn Mã Diện nghe vậy, chỉ cười hắc hắc vài tiếng, không nói gì nữa. Tiếp theo hai người cũng không ở đây lâu, Câu Hồn Mã Diện bàn giao với người phụ trách nơi này, sau đó cùng Thẩm Lạc rời đi. Đến chỗ không người, Câu Hồn Mã Diện dừng lại. Thẩm đạo hữu, ta đưa ngươi về dương gian trước, ngây ngốc nơi này lâu đối với ngươi cũng không có gì tốt. Mã Diện lấy ra cây khốc tang bổng kia, vạch hư không một cái, rất mau mở ra một thông đạo không gian. Có bất kỳ tin tức gì thì kịp thời cho ta biết. Thẩm Lạc dặn dò Câu Hồn Mã Diện một tiếng, thả người bay vào trong đó, không gian xung quanh là lực xé rách không ngừng, bất quá điểm lực lượng ấy không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.